Mọi người đều biết rằng tập luyện võ thuật là cách tuyệt vời để rèn luyện sự tự tin và tự vệ. Đầu tư thời gian và nỗ lực học một môn võ, đổi lại bạn sẽ có khả năng tự bảo vệ bản thân và những người thân của mình khi cần. Chúng ta hãy cùng tham khảo 10 môn võ thuật tuyệt vời nhất sau đây. 1. Muay Thái. Theo một số tài liệu, môn võ này phổ biến ở Thái Lan từ năm 1700 và là hình thức chiến đấu cổ xưa được đúc kết qua các cuộc giao tranh. Một trong những điều đặc biệt nổi tiếng và đem lại tiếng vang cho Thái Lan chính là Muay Thái, môn võ cổ truyền đình đám xứ Chùa Vàng. Khi giao đấu, mọi bộ phận trên cơ thể sẽ được sử dụng trong các miếng võ như lấy đầu gối tấn công đối phương hay dùng chân nhảy, đá song phi. Khuỷu tay cũng được xem là đòn ấn tượng để hạ gục đối thủ. Những cú đánh trong bộ môn này có thể dẫn đến chấn thương nặng, đặc biệt nhất là các đòn nhắm vào vùng cổ. 2. Vịnh Xuân Quyền. Vịnh Xuân Quyền có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm, tỉnh Phúc Kiên, Trung Quốc. Một số người cho rằng môn phái này thành lập không dưới 400 năm, nhưng theo đa số thì đã có mặt khoảng từ 2 thế kỷ trước và bắt nguồn từ phong trào phản Thanh phục Minh. Về đặc điểm thì hiếm khi nào người ta thấy một bộ môn võ mà chỉ hình thành dựa trên vài ba bài quyền, một bài côn, một bài đao và một bài mộc nhân thung. Thế nhưng, Vịnh Xuân Quyền không mang tính hình thức, không như các môn võ khác là dạy đấm thế này thì phải đỡ ra sao, mà cái này hoàn toàn dựa vào tính linh hoạt của môn sinh. Môn sinh phải biết áp dụng vào thực tế các đòn thế một cách linh hoạt, nhanh nhẹn và đúng lúc. Nói chung là cần sự sáng tạo khi chiến đấu. 3. Aikido. Aikido là một môn võ thuật hiện đại của Nhật Bản, được Ueshiba Morihei sáng tạo ra trên cơ sở các môn võ thuật cổ truyền của Nhật Bản như nhu thuật, kiếm thuật và thương thuật. Aikido là một loại võ thuật của sự tao nhã, là sự kết hợp của các võ thuật với tinh thần trầm tĩnh. Đây là phương pháp để hợp nhất cơ thể và tinh thần. 4. Hổ hình quyền. Hổ hình quyền hay hổ quyền, hay còn gọi dân dã là võ hổ, là một bài quyền truyền thống của võ thuật Trung Hoa, dựa trên các động tác mô phỏng theo loài hổ, chúa sơn lâm với những tính chất hung mãnh, cương bạo nhưng cũng rất uyển chuyển, linh hoạt. 5. Thái cực quyền. Thái cực quyền là một môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc với đặc trưng là các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hòa hơi thở. 7. Hình ý quyền. Hình ý quyền còn có tên khác là lục hợp quyền, xuất xứ từ Thiếu Lâm Tung Sơn, Hà Nam, Trung Quốc. Có đặc điểm là thế quyền nhanh gọn, gấp gáp, nghiêm ngặt, mạnh bạo so với các môn quyền của trường phái đạo gia chủ, ôn nhu, trầm ổn, dịu dặt và khoan thai. 8. Pencaksilat. Pencaksilat là một môn võ xuất phát từ Philippines, Indonesia và Malaysia. Do môn võ này được dùng nhiều để huấn luyện cho binh lính, nên nhiều khi nó còn được gọi là võ nhà binh. Các kiểu đánh của môn võ này khác nhau tùy theo vùng và thường mô phỏng theo động tác của các con vật. Ngày nay, môn này có rất nhiều kiểu đánh khác nhau vì mỗi võ sĩ Pencaksilat đều có thể tự sáng tác ra các động tác cho riêng mình để làm phong phú cho môn phái. Tuy nhiên, tất cả các thế võ đều chung một cơ sở. 9. Hapkido. Hapkido là một môn võ thuật xuất xứ từ Hàn Quốc và có quan hệ gần gũi nhất với Aikido qua những đòn thế quật, bẻ khớp, quăng, cuốn, té, vân vân. Ngoài quyền, cước, các đòn thế và nhiều môn vũ khí được tập luyện và sử dụng cho môn Hapkido như gậy, tiểu côn, song côn, dây, kiếm và dao găm thì cũng giúp cho người tập Hapkido có khả năng dùng mọi thứ vũ khí cho phép để tự vệ khi bất khả kháng như dây thắt lưng, chìa khóa, gậy đi đường, dù tre, vân vân. Môn võ này được võ sư Choi Jong-sun hệ thống hóa và phát triển từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. 10. Krav Maga. Krav Maga là tổng hợp những gì tinh túy nhất từ các môn phái khác như Muay Thái, Boxing, Vịnh Xuân, Judo, Vật, Jiu-Jitsu, v.v. Vì yếu tố này nên khi áp dụng vào thực chiến, nó sẽ trở nên đáng sợ và cực kỳ khó lường. Trong mỗi trường hợp, Krav Maga sẽ áp dụng những đòn thế khác nhau để khắc chế đối thủ. Thực chất, Krav tấn công và phòng thủ theo nguyên tắc dùng vô chiêu thắng hữu chiêu.
Những võ sinh tập luyện Krav qua mỗi giai đoạn sẽ cho ra những chiêu thức hoàn toàn không giống nhau. Chính điều này đã góp phần tạo nên một môn võ cận chiến độc đáo bậc nhất thế giới.